món ăn thật hoàn hảo. Đây là bát bún ngon nhất trong số những lần tôi từng ăn. Tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm một quán bún bò Huế ngon ở Canada, nhưng vẫn chưa thấy. Đó là một trong những lý do tôi đến Huế. Thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh món ăn hấp dẫn trong series phim tài liệu Những nhà hàng lâu đời ở châu Á, dự án hợp tác sản xuất giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Mokpo MBC Hàn Quốc. Bộ phim đem đến những món ăn mang hương vị truyền thống tại 4 quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Tại Việt Nam, ekip sản xuất của Ban Khoa giáo chọn giới thiệu 3 món ăn truyền thống: chả cá Lã Vọng, bún bò Huế và phở Vân Cù Nam Định. Với mong muốn kể câu chuyện ẩm thực ý nghĩa, qua đó truyền tải giá trị văn hóa lịch sử, ekip sản xuất đến từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc đã lên kế hoạch xây dựng ý tưởng kịch bản từ rất sớm. Theo đó, những nhà hàng lâu đời ở châu Á sẽ được ghi hình tại các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Dự án này là dự án thứ hai mà chúng tôi phối hợp với lại MBC Mokpo của Hàn Quốc sản xuất. Trước đấy là dự án về những khu vườn bí mật. Có thể nói là cái dự án này thì chúng tôi đã rút được kinh nghiệm từ dự án trước rất là nhiều. Và bên cạnh đấy, cả hai bên cùng bàn bạc ý tưởng và cùng bàn bạc cách thức sản xuất như thế nào để cho nó đạt hiệu quả một cách cao nhất. Mượn cớ ẩm thực, mượn đề tài ẩm thực để nói câu chuyện đời sống, nói câu chuyện văn hóa, nói câu chuyện lịch sử. Do đã có kinh nghiệm hợp tác trong dự án phim trước đó, nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chuyên môn nghiệp vụ của ekip. Ngoài ra, các nhà hàng mà các bạn lựa chọn rất thú vị, có nhiều điểm đặc trưng về ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Kế hoạch sản xuất khớp với thực tế ghi hình tại mỗi địa phương. Chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý. Một trong những điểm nhấn của series phim tài liệu Những nhà hàng lâu đời ở châu Á là cách kể chuyện đan xen. Mỗi tập phim sẽ là những câu chuyện của các nhà hàng ở những quốc gia khác nhau. Để làm được điều này, ekip đã cùng bàn bạc lựa chọn chủ đề riêng cho từng tập phim. Chủ đề của tập 1 đó chính là hương vị tình thân. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì chúng tôi đã lựa chọn những cái nhà hàng mà có sự tiếp nối thế hệ từ người bố hoặc người mẹ truyền lại cho người con. Là tại Việt Nam thì chúng tôi lựa chọn món bún bò Huế có độ tuổi hơn 70 năm rồi. Quán có tên gọi là Mẹ Kéo và bây giờ mà người con gái tiếp tục duy trì và phát triển cái nhà hàng này. Trong tập 2 chúng tôi lựa chọn đề tài bí ẩn của hương vị. Và trong tập này thì chúng tôi lựa chọn tại Việt Nam đó chính là món chả cá. Vì sao cái nhà hàng đó lại có tên gọi là như vậy? Và tại sao cả một con phố lại được đặt theo cái tên của nhà hàng chả cá đó? Thì có rất nhiều câu chuyện rất là thú vị ở đằng sau. Câu chuyện ở tập 3 thì nó lại là một cái khía cạnh nó liên quan rất nhiều tới văn hóa và lịch sử. Tôi lấy cái chủ đề đó là hương vị của thời nghèo khó. Tại Việt Nam thì tôi đã lựa chọn tìm đến với làng Vân Cù của Nam Định, bởi vì đây được coi là cái nôi của phở Việt Nam. Và tại làng Vân Cù này thì chúng tôi đã lựa chọn một nhà hàng mà hiện nay thì người chủ là thế hệ thứ 3. Và cái nhà hàng này thì trông rất là đơn sơ, mộc mạc thôi. Thế nhưng mà đằng sau đấy là câu chuyện của chính những người ăn. Có những người mà họ dành gần như là có lẽ là phải đến 2/3 cuộc đời của mình để mà ăn tại quán đó. Chúng tôi đã bàn bạc tìm được những cái điểm chung món ăn của các nước đấy. Nó là cái gì? Như là câu chuyện chuyển giao giữa các thế hệ, câu chuyện về tình thân, những câu chuyện vượt qua những giai đoạn khó khăn, những cái món ăn đấy gắn với bối cảnh lịch sử ở các cái nước ấy như thế nào. Chính bởi vậy nó tạo thành một cái thể thống nhất và khán giả xem hoàn toàn có thể cảm nhận được. Với nội dung đa dạng, câu chuyện diễn ra ở nhiều bối cảnh, quốc gia khác nhau. Tại mỗi điểm quay, ekip sản xuất tính toán phương án sử dụng thiết bị hiệu quả, phù hợp với không gian của các nhà hàng. Khi mà tác nghiệp ở trong các nhà hàng như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến các thực khách ở tại quán ăn cũng như là đầu bếp chế biến. Vậy nên là những cái thiết bị của chúng tôi đã lựa chọn đều là những thiết bị nó gọn nhỏ, nhưng tuy nhiên nó đều đáp ứng được những thông số mà bên Hàn Quốc người ta yêu cầu. Chúng tôi rất là muốn mọi thứ được diễn ra tự nhiên nhất và không ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của các cửa hàng cũng như quán ăn. Vì cái sự yêu quý của các chủ nhà hàng nên chúng tôi cũng đã được tạo điều kiện để những cái thước phim đẹp nhất có thể truyền tải tới khán giả của nhiều nước để họ biết được đến cái văn hóa ẩm thực rất là tuyệt vời của Việt Nam. Trong quá trình tác nghiệp, làm sao mà tuyệt đối không hề ảnh hưởng tới cái việc mà khách hàng đi vào thưởng thức món ăn đó. Và cái thứ hai thì là cũng rất là thú vị, đó là chính những thành viên trong ekip của chúng tôi phải trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ khách.
ví dụ như là bạn trợ lý đạo diễn thì bê bát của khách mang ra để rửa này, hay là thậm chí bản thân tôi cũng phải đứng ở phía dưới để mà dắt xe cho khách. Từ cái việc mà mình trực tiếp tham gia với cái hoạt động của quán, đúng là phải bằng sự chân thành của mình đối với khách, và cái thứ hai là bằng sự chuyên nghiệp của ekip của mình trong quá trình tác nghiệp, làm sao không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ. Thì cuối cùng may mắn là chúng ta đã hoàn thành tốt được cái bộ phim đó. Ban tập phim tài liệu Những nhà hàng lâu đời ở châu Á là câu chuyện đa sắc màu, mang phong vị độc đáo, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị ẩm thực truyền thống của mỗi quốc gia. Có thể đối với khán giả Việt Nam thì những món ăn như chả cá, phở bò hay là bún bò Huế rất là quen thuộc. Nhưng mà đằng sau đấy là những thông tin cực kỳ thú vị. Bản thân chúng tôi khi làm chương trình cũng ồ à, hóa ra là món ăn này nó hấp dẫn như vậy. Nếu như quý vị khi xem cái bộ phim này thì quý vị chắc chắn rằng quý vị thưởng thức món ăn này, quý vị sẽ cảm nhận được nhiều cái vị hơn. Đấy là cái vị mà ẩn đằng sau cái món ăn đấy. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin hết sức đặc biệt. Mời quý vị cùng trải nghiệm quá trình chế biến những món ăn mang hương vị đậm đà, truyền thống qua 3 tập phim Những nhà hàng lâu đời ở châu Á, phát sóng lúc 21 giờ 5 phút các ngày 16, 30 tháng 7 và mùng 6 tháng 8 trên kênh VTV2. Tiêu chí của bộ phim tài liệu này cũng sao giữ được cái tính chân thật của bộ phim. Chúng tôi cố gắng làm sao mà đem nó vào trong bộ phim một cách tốt nhất, từ những người khách hàng đến ăn, từ cái cách mà họ cảm nhận, từ cái cách mà họ gắp sợi bún lên, nó phải diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không hề có một điều gì gọi là sắp đặt trong đó. Thì chính từ cái tính tự nhiên như vậy thì nó sẽ lan tỏa được thành tổng thể của cả một bộ phim tài liệu, mang đến cái hơi thở cuộc sống, mang tới cái hương vị của những món ăn mà tưởng chừng như đã cũ, thế nhưng mà lại có rất là nhiều điều mới mẻ.